Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng đây. Lâu lắm rồi Hùng không live stream, mà hôm nay thì Hùng có một tin vui dành cho tất cả mọi người. Đó là hôm nay Hùng vừa mới về một một lô giày cầu lông Li-Ning chính hãng đang giảm giá 40 đến 50%. Những mẫu giày rất là đẹp và toàn là những mẫu giày chất lượng và phải nói là hàng cực hiếm, cực hot nha mọi người. Và mọi người hãy đừng quên ấn vào cái đường link ở trên mô tả của cái live stream này để mọi người có thể nhận được thông báo một cách tự động mỗi khi mà Hùng có một đợt giảm giá hay khuyến mãi gì, thì khi mọi người đăng ký nhận thông báo bằng cách ấn vào đường link phía dưới và ấn nút bắt đầu thì mọi người sẽ nhận được thông báo về các chương trình khuyến mãi tự động cũng như là các live stream, các giải đấu của Hùng cũng như là các video cầu lông hay, thì Hùng sẽ đều gửi thông báo đến cho tất cả mọi người để mọi người có thể theo dõi và để mọi người có thể biết được những chương trình bên Hùng để những lần mà khuyến mãi mọi người không phải tiếc nuối như đợt vừa rồi đấy. Hùng khuyến mãi rất là nhiều đợt, tuy nhiên vẫn rất nhiều người bỏ qua những cái cơ hội đó và cuối cùng phải kết thúc trong nuối tiếc, trong khi họ đang rất muốn mua giày và những mẫu giày đấy thì họ cực kỳ ưng ý, họ cực kỳ thích, nhưng mỗi tội khi nhắn tin cho Hùng thì hết hàng mất rồi. Và hôm nay cả buổi chiều ngày hôm nay thì Hùng đi khuôn một đống giày về và về khoảng tầm 6-70 đôi giày cầu lông Li-Ning chính hãng và đang có chương trình giảm giá toàn những mẫu mã đẹp. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ thì Hùng mới bắt đầu có thể chào mọi người được. Xin chào Phạm Trần Hải, xin chào anh Quách Dũng. Anh cảm ơn Phạm Trần Hải đã cất lời chào gửi đến anh nhỉ. Lâu lắm rồi thì Hùng không live stream và chắc là cũng chưa kịp uống nước nên là nói nó hơi bị lắp bắp một chút. Hôm nay trời rất nóng, đang bị thiếu nước trầm trọng. Ok, thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một số mẫu giày của cái đợt hàng giảm sai Hùng Săn giảm giá này. Phải nói là đợt hàng cực kỳ hiếm hoi với những mẫu giày phải nói là bây giờ các bạn muốn tìm ở Việt Nam không có đâu. Những mẫu giày cực kỳ ngon, cực kỳ hiếm, cực kỳ đẹp và Hùng đã phải theo dõi nó bao nhiêu ngày nay thì Hùng mới săn được một đợt như thế này. Vậy thì những ai đang muốn mua giày cầu lông, muốn chọn cho mình những đôi giày đẹp nhất, hot nhất, chất lượng nhất thì mọi người hãy theo dõi cái live stream này của Hùng. Và trước khi Hùng cho mọi người xem những mẫu giày đang khuyến mãi và giảm giá cực kỳ hấp dẫn của ngày hôm nay thì Hùng muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người và cũng muốn biết rằng ai đang theo dõi và ủng hộ cái live stream này của Hùng. Bởi vậy mọi người có thể comment một để Hùng có thể nhìn thấy mọi người, để Hùng có thể chào mọi người được không ạ? Xin chào anh Tùng Hoàng nhá. Xin chào anh Tùng Hoàng đây, phòng của Hùng vừa mới chuyển. Ok, Phạm Trần Hải thích tất Li-Ning à. Ok, xin chào Phạm Trần Hải nha em. Xin chào anh Thắng Thổ. Bây giờ thì Hùng sẽ không mất thời gian mọi người nữa. Hùng giới thiệu qua cho mọi người thôi, bởi vì cái chương trình khuyến mãi này Hùng sẽ chỉ thông báo cho những ai đăng ký nhận thông báo bằng cách ấn vào cái đường link phía dưới mô tả của cái video live stream này. Bởi vì số lượng hàng cũng chỉ có 6-70 đôi thôi mà rất là nhiều người có nhu cầu, vì vậy mà Hùng sẽ ưu tiên cho những ai. Ok, anh Thiện Minh, anh đặt cuốn cổ chân thì anh nhắn tin giúp em nhé, anh inbox cho em với ạ. Và bây giờ thì Hùng sẽ đổi cam và Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người các mẫu giày của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chào Hùng. Ok, đây, tất cả đống giày hôm nay Hùng khuân về đây. Đây, trên này có 8 đôi. Có 8 đôi. Đây, đống này. Và cả đống này nữa. Đấy, tất cả những mẫu giày mà sẽ có giảm giá trong cái đợt sale này. Vậy thì chúng ta hãy thử đi một vài mẫu nhá. Hùng sẽ không thông báo, Hùng sẽ không đăng trên Facebook cá nhân, bởi vì Hùng sẽ ưu tiên dành cho những ai đăng ký nhận thông báo bằng cách ấn vào cái đường link phía dưới mô tả. Sau khi mà Hùng thông báo cho những ai đã đăng ký cái nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi bên Hùng ấy, nếu mà chưa bán hết thì Hùng mới đăng Facebook cá nhân. Đó, thì ưu ái cho anh em nào đăng ký nhận thông báo nhá. Mỗi khi mà có các chương trình khuyến mãi giảm giá thì mọi người đều sẽ nhận được thông báo của Hùng. Đó là gọi là cái lợi thế của những người đăng ký nhận thông báo. Đúng rồi, anh Thanh Bình ơi, có một lô giày Li-Ning giảm giá nhá. Vậy thì Hùng sẽ cùng mọi người đi khám phá một chút nhá. Ok, mẫu giày đầu tiên có thể nói là một mẫu giày cực kỳ đẹp và hiếm hoi. Ok, một mẫu giày đen cam phải nói rất là đẹp. Bây giờ Hùng nhìn thấy Hùng lại muốn đi rồi. Hùng lại muốn sạc để cho mình một đôi để đi rồi. Ok, xin giới thiệu đến mọi người. Đây là mẫu giày Li-Ning ITM 0812. Màu đen và cam. Đó,
Với đôi giày này thì nó giá gốc của nó đây mọi người có thể nhìn thấy. Giá gốc của sản phẩm là 499 tệ. Mã của sản phẩm ở đây tất, loại giày là Badminton Training Shoe, giày chơi cầu lông. Đó, 499 tệ thì giá gốc nó rơi vào khoảng 1.750.000 tiền Việt Nam. Và mẫu này đang được giảm giá, Hùng Săn giảm giá và sẽ để cho anh em mức giá ưu ái nhất. Đó là 920.000, 1.750.000 sale còn 920.000, chỉ có size 40, 41 và 42. Mỗi size chỉ có 2 đôi. Đó, mỗi size chỉ có 2 đôi. Màu cam đen. Mẫu giày này là dòng đế. Đây, nó áp dụng dòng đế công nghệ mới nhất của hãng Li-Ning. Và đây cũng là dòng đế mà Hùng thích nhất. Với dòng đế này, một là nó rất bám nền thì không nói rồi. Chống mài mòn rất tốt thì không cần phải nói gì rồi. Nhưng mà cái đặc điểm nổi bật của dòng đế này, nó rất là nhẹ, nó chống lật, nó trọng tâm thấp nên chống lật gần như là khả năng lật cổ chân là không có. Cùng với đó là cái đệm của nó rất tốt. Đi dòng này phải nói là Hùng phải đánh giá riêng với cá nhân Hùng là đôi này, là dòng đế này là dòng đế mà có thể nói là êm nhất trong các dòng giày tầm trung, tầm cao của hãng Li-Ning. Còn so với dòng cao cấp của các vận động viên thì không nói. Với mẫu này thì chỉ có size 40, 41 và 42 thôi ạ. Đó, 920, thực ra Hùng định đưa mức giá 980 đấy. Nhưng mà thôi, Hùng sẽ quyết định là sẽ bán rẻ và bán nhanh cho anh em. Thực ra thì lợi nhuận nó rất là thấp, nhưng mà mọi người yêu quý, mọi người ủng hộ Hùng nhiều là được rồi. Hùng bán nhanh vèo một cái, Hùng nhập lô khác, săn lô khác. Tiếp theo cũng là mẫu giày đó nhưng mà màu trắng này. Đây cũng là mẫu AITM081 màu trắng, xanh chuối này. Cũng là ma đấy thôi, nhưng màu khác. Và hồi đây là đôi Hùng đang đi luôn. Đây là đôi mà Hùng đang đi. Và Hùng cũng chỉ kiếm được duy nhất, với đôi này thì chỉ kiếm được duy nhất một đôi size 40 và một đôi size 42 thôi. Có nghĩa là chỉ có hai đôi thôi, Hùng phải nhặt từng đôi một mọi người ạ. Đấy, thì đây này, đây là một đôi size 42 này, đây là đôi size 40 này. Mã dưới này khác, ok. Thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mã này. Nếu anh em nào muốn đi giày Li-Ning, đi giày size 39,5 nhá. Tức là size 39,5 của Li-Ning sẽ tương ứng với size 39 của các hãng khác. Đấy, anh em nào mà nhiều lần muốn mua hàng của Hùng rồi mà gần như lần nào cũng không có size 39,5, không có size bé cho anh em, thì đây là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Mẫu giày, ok. Mẫu giày Li-Ning AITM 075, mẫu giày của năm 2017 nha mọi người. Đây là dòng đế, phải nói là dòng đế dày nhất của hãng Li-Ning. Giảm chấn rất là tốt, chống lật. Đây mọi người có thể thấy cái miếng chống lật, miếng này công nghệ này là công nghệ chống lật này, nó vuốt cao hẳn lên như này. Cái đi đôi này cũng rất an toàn chân, Hùng rất thích các đôi giày chống lật. Đây chất liệu, cái này thì nó gần giống như kiểu da in, gọi không phải in mà đây là công nghệ ép nhiệt của hãng Li-Ning. Công nghệ ép nhiệt. Tiếp theo là cái vải này rất mềm mại và đi sẽ giúp cho đôi giày thoáng hơn. Đôi giày thoáng hơn và đi cảm giác nó mềm mại hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều. Đây là dòng đế Chenlong TD. Bảo dòng đế rút gọn bản đôi giày của Chenlong hay đi nha mọi người. Đôi giày này có giá gốc cũng là 499 tệ. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đây 499 tệ, cũng là 1.750.000. Và Hùng ra đây, màu sắc nó sẽ có hai màu. Đầu tiên Hùng giới thiệu màu này với mọi người. Với mẫu này Hùng chỉ săn được size 39,5 cho anh em thôi. Với mẫu này do là chỉ có size 39,5 nên là đôi này được giảm từ 1.750.000 còn 850. 1.750.000 giảm còn 850 và còn được tặng một móc khóa cầu lông kim loại và hai cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt do Hùng độc quyền phân phối. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Với cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này thì rất thích hợp với anh em nào bị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Ngày trước thì Hùng phải nói là tay Hùng rất là trơn và ra rất nhiều mồ hôi. Hùng chỉ có chơi được cuốn Yonex xịn thôi. Cầm loại khác đánh là không dám đánh hết lực, đánh hết lực là bay vợt ngay. Đấy, thì từ khi Hùng tìm được cái cuốn cán này thì nó đã giúp Hùng tiết kiệm được khá là nhiều tiền và nó lại giúp Hùng giải quyết được cái vấn đề nhu cầu, giải quyết được cái vấn đề đó là trơn tuột vợt và mồ hôi tay. Và bây giờ Hùng chỉ có ưng sử dụng cái sản phẩm cuốn cán này thôi. Bám rất bám, hút mồ hôi rất tốt. Đấy, dành rất thích hợp, 99% mà nói 99% khách hàng mua hàng quay trở lại mua hàng của Hùng. Bây giờ Hùng bán cái này, Hùng nhập cứ khoảng 2-3 tuần Hùng nhập khoảng tầm 4.000 cái không còn. Nhập bán hết liên tục luôn. Rất là hot, cái sản phẩm cuốn cán phải nói hot nhất thị trường bây giờ. Mọi người nhớ nhá,
chỉ có size 39,5 và size 39,5 của Li-Ning thì nó tương ứng với size 39 của các hãng khác. Chiều dài của nó sẽ là 24,5 cm nha mọi người, 24,5 cm. Thích hợp cho anh em nào chân dài từ khoảng 24 đến 24,3 là hợp nhất. Bởi vì nếu mà chân dài 24,5 thì mọi người nên đi lên size 40. Đấy, 1.750.000 giảm còn 850, phải nói là cực kỳ hiếm. Đôi này cho mọi người xem này, đôi này màu này bên hãng Li-Ning còn không có cơ. Đây mọi người có thể xem ạ. Đây nó chính là đôi ATM075 đây. Nhưng mà bên hãng nó chỉ có màu đen thôi. Còn Hùng thì lại không kiếm được màu đen. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, bên hãng màu đen đang bán với giá 1.690.000, mọi người có thể nhìn thấy. Nó cùng một mã, nó giống hệt con này chỉ khác màu thôi. Và con đây bên hãng đang bán giá 1.690.000. Còn mọi người đang được mua ở cái live stream này với mức giá 850. 1.750.000 sale còn 850, chỉ có size 39,5. Đây là một ưu ái mà Hùng dành cho tất cả những anh em nào chân bé. Bởi vì là cái thời gian trước ấy thì Hùng săn được rất nhiều các lô giày giảm giá nhưng không có size 39,5 cho anh em. Bởi vậy mà Hùng thực sự cảm thấy rất là ngại. Rất nhiều anh em muốn mua và ủng hộ Hùng nhưng Hùng không có, và đây là câu trả lời của Hùng. Hùng đã săn được một lô giày, phải nói mức giá không tưởng, 1.750.000, mẫu giày tầm cao của hãng Li-Ning, sale còn 850 và chỉ có duy nhất size 39,5 thôi. Đó, thì nó ngoài màu đấy ra thì nó còn có màu này nữa. Nếu mọi người không thích màu ấy thì mọi người có thể, nếu anh em nào yêu thích màu tím thủy chung thì đây cũng là một lựa chọn cho mọi người. Cũng chỉ có size 39,5 thôi. 1.750.000 giảm giá còn 850 thôi. Sale hơn 50%. Dòng đế trên long TD. Dòng đế rất dày, chống mài mòn rất tốt, rất bám nền và chống lật nữa. Đó. Tiếp theo mọi người có thể xem lại những mẫu giày Hùng đã giới thiệu trước đó rồi nhá. Đấy, thì cả một cái hàng này, cả không xoay điện thoại rồi, cả một cái hàng phía bên tay trái này, đây có chục đôi thì đều là size 39,5 của hai cái màu này hết. Đấy, có 10 đôi thôi, 10 đôi không phải là nhiều đâu, Hùng bán một hôm là hết, mọi người tin không? Khoảng 3-4 hôm nữa, khoảng 6-70 đôi giày này sẽ không còn một đôi nào. Đấy, đó là sự hot của bên Hùng. Nếu anh em nào từng mua hàng bên Hùng rồi thì anh em đều biết. Tiếp theo Hùng cực kỳ phấn khích bởi vì Hùng săn được một mẫu giày, phải nói là mẫu giày cực kỳ hiếm hoi của hãng Li-Ning. Cho mọi người xem là mê luôn. Mọi người biết không ạ, Hùng đã chờ đợi để săn được mẫu giày này cả một năm nay rồi. Bởi vì thời gian trước Hùng theo dõi nhá, mẫu giày AITK 079. Đây, mẫu giày này là sản xuất năm 2015 một đợt, nhưng đây là mẫu giày duy nhất mà hãng Li-Ning tái sản xuất vào năm 2017. Nếu không nhầm thì đợt lô hàng này là lô hàng tái sản xuất của Li-Ning từ năm 2017. Và cái thời gian trước Hùng lúc nào cũng, đây Hùng có thể cho mọi người xem, trên hộp thì nó sẽ thường có. Ok, trên hộp không có thì Hùng sẽ phải rút lót giày ra để xem. Trên lót giày, ở dưới lót giày nó sẽ có ngày tháng sản xuất. Ok, lô này là sản xuất 2018 ạ. Lô này là lô mới nhất này. Mẫu giày này là mẫu giày được tái sản xuất của hãng Li-Ning. Mẫu giày này nó ra lô đầu tiên vào năm 2015. Và đây là mẫu giày có thể nói một trong những mẫu giày cực kỳ hiếm hoi của hãng Li-Ning mà nó được tái sản xuất lại bởi vì nó quá hot. Mọi người ạ, cái đôi giày này nha, AITK 079 này ấy. Đây Hùng quay hướng này cho mọi người xem rõ. Nó giống như kiểu da rắn này này. Nó rất đẹp, đây là dòng Li-Ning Saga của hãng Li-Ning. Dòng đế này không có một hãng nào có đâu mọi người nhá. Đây, cao su chống mài mòn. Công nghệ đây, công nghệ Multiflex. Mọi người có thể nhìn thấy công nghệ Multiflex là công nghệ chống lật của hãng Li-Ning này. Mọi người thấy hai cái G ở trên đôi giày không ạ? Chống lật tuyệt đối luôn. Đấy, chất liệu da rất là xịn, đôi giày rất là đẹp và bắt mắt. Mọi người nhìn thấy chất liệu bên trong nó đấy, chất liệu này sẽ rất thấm mồ hôi. Dòng đế này rất là đặc biệt và cực kỳ nhiều anh em thích dòng đế này. Phải nói bây giờ để săn được một mẫu giày dòng đế này là rất là hiếm. Nhưng đôi giày này là nói dòng Saga, Hùng đánh giá đôi giày dòng Saga này là đôi đẹp nhất. Ngày trưa xưa Hùng nhập săn được nhá, Hùng bán 1.050.000. Không còn sót một đôi nào luôn. Đôi này quá hot luôn, bởi vì nó rất là đẹp và nó rất đặc biệt và nó rất là hiếm mọi người ạ. Đôi giày này giá gốc cũng là 1.750.000. Và đợt này thì Hùng săn giảm giá được giá tốt, sẽ để anh em giá 920.000.
Một mức giá không tưởng và từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có trong mẫu giày này. Mọi người biết trong vòng 1 năm nay mẫu giày này chưa bao giờ hạ giá xuống dưới 1 triệu. Đấy là giá Hùng nhập vào. Chưa bao giờ hạ giá xuống dưới 1 triệu nên Hùng không bao giờ dám nhập nó. Và tình cờ đợt vừa rồi thì Hùng săn được. Thì với mẫu giày này thì để Hùng quan sát, Hùng còn chả nhớ là có những size bao nhiêu cơ. Đấy. Đây nha, nó có màu đỏ nha. Và Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người màu thứ hai của nó. Hùng săn được, đây nó có hai màu. Đây là màu màu 2. Màu 1 đây mọi người. Đây màu 1 đây. Ok, nếu anh em không thích màu đỏ, thấy màu đỏ hơi chói thì anh em có thể, đây đây mới giống da rắn này. Đúng nhìn như da rắn chưa? Đây, đây là màu thứ hai của mã giày đó nhá, dòng Lightning Saga. Dòng này thì nó có một điểm yếu hơn so với các dòng khác là với cái đế của nó sẽ mỏng hơn so với các dòng giày khác. Cái này thì thích hợp với sân thảm hơn nếu anh em đi sân bê tông. Mà đi đôi này thì thực sự là hơi sót. Không phải nói thẳng luôn, nếu anh em xác định để cày sân bê tông thì không nên mua đôi này. Đế đôi này sẽ mỏng hơn những đôi khác và nó sẽ nhanh mòn hơn. Thì nó sẽ đi không bền bằng những dòng khác. Đó, xin chào Hoàng Lâm nha. Đấy thì mẫu giày này là 1.750.000, giảm giá còn 920.000 thôi. Hùng mới đầu Hùng cũng định để mức giá 908 để gọi là lãi bỏ công một chút, bởi vì rất hiếm hoi mình mới săn được, nhưng thôi. Để giá tốt cho anh em bán nhanh, bán nhanh thu vốn về để săn thêm những các mẫu khác để gửi đến anh em, hoặc là có thể tiếp tục một, gọi là thu vốn về và nhập thêm được hàng, có thể nhặt thêm được một số đôi nữa. Đấy thì nó có hai màu đen, màu đen đây và màu đỏ, đỏ đen. Hai đôi giày rất đẹp, dòng Saga này rất hiếm, lâu lắm rồi Hùng mới kiếm được dòng Saga này. Đấy thì mẫu nó có với mẫu này à, để Hùng xem size nhá, Hùng báo luôn cho anh em xem size, báo luôn cho anh em biết. À, anh em ơi, Hùng do Hùng săn rất là nhiều shop nhé, tất cả đống giày này không phải là, ví dụ đơn giản là riêng mã 079 không phải là Hùng săn một shop mà được nhiều như này đâu ạ. Hùng săn đến 5 shop mới gom được bằng này hàng đấy. Thế nên là nó vận chuyển, mọi người có thể nhìn thấy nhiều hộp giày nó khá nát, nên là anh em ví dụ mua hàng thì thấy hộp nát thông cảm cho Hùng nhá. Bởi vì cái này Hùng cứ săn 1-2 đôi 1 nên nếu mà gửi cả thùng thì nó sẽ không bị nát hộp. Nhưng cứ săn 1-2 đôi 1, 1-2 đôi 1 từ nhiều shop khác nhau. Nên là khi mà chuyển 1-2 đôi từ Trung Quốc về Việt Nam ấy thì nó bị móp méo, nhưng mà giày bên trong thì vẫn hoàn toàn rất là chất lượng. Đấy mới điều quan trọng. Cái hộp không quan trọng. Check code trên giấy hết, công nghệ mã trên giấy hết, check code trên giấy hết, nên mọi người yên tâm vứt cái hộp đi thoải mái luôn. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ xem là có những size bao nhiêu nhá. Với đôi đen này là mã 1. Đôi đen này có size 40 và size 43 thôi mọi người nhá. Với màu đen này ấy, màu đen xám này ấy, thì chỉ có size 40 và size 43 thôi. 4 đôi size 40 và 2 đôi size 43. Còn với màu đỏ thì là mã 2, màu đỏ có size 39,5. Màu đỏ có size 39,5. Có size 2 à? Có size 42. Có size 43. Và có size 41. Không có size 40. Ok, màu đen thì có size 40 và size 43. Còn màu đỏ thì không có size 40, có size 41 và size 42 và size 43 nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể nắm được để mọi người biết là mình có đi được không. Ví dụ anh em nào có đây, có size 39,5 đây, có đúng một đôi thôi. Có đúng một đôi size 39,5 màu đỏ thôi. Đấy thì số lượng nó cũng rất hạn chế, Hùng săn phải nói là rất là mất công theo dõi từng shop một. Hàng ngày Hùng phải vào các shop, các gọi là các trung tâm phân phối Li-Ning của Trung Quốc để Hùng cứ săn lẻ lẻ thôi. Bởi vì là nếu mà có nhiều hàng thì không bao giờ họ giảm giá cả. Mọi người phải hiểu cái điều đó. Tiếp theo là Hùng giới thiệu với mọi người, tiếp tục là một mẫu giày dòng Saga, lần này Hùng rất may mắn. Ok, nếu mọi người thích sự trẻ trung và cá tính thì mọi người có thể xem mẫu giày này, một màu sắc rất là hay.
màu xám xám kết hợp với màu cam. Đây là mẫu giày Li Linh AITM bao nhiêu rồi Hùng quên mất rồi, lâu 039 thì phải. Ok mọi người thấy Hùng nhớ giỏi không ạ? Tất cả các mẫu giày cầu lông Li Linh nổi bật Hùng đều nhớ mã hết, đều nhớ mã hết, đều biết mã hết. Những đôi Việt Nam không có Hùng biết hết. Đó. Thì đây màu cam. Với mẫu này thì Hùng săn được 6 đôi. 2 đôi 40, 2 đôi 41 và 2 đôi 42. Đấy. Đây nhá, đôi giày nhìn nó nhìn bẩn bẩn như này nhưng không phải đâu nhá, đấy là thiết kế của nó nha mọi người. Nhìn nó kiểu bẩn bẩn như này, nhìn tưởng là bẩn nhưng không phải đâu, đây là thiết kế của nó nhá. Đó. Đây. Mọi người, đây cũng là dòng Saga. Dòng đế độc quyền, độc nhất vô nhị của hãng Li Ninh. Đây, đây là hai cái G đây, công nghệ chống lật Multiflex. Đế cao su chống mài mòn non minh kinh đây. Và đây là lớp cushion. Đây là lớp giảm chấn cushion. Và với mẫu giày này thì nó là mẫu giày ra lắp mắt năm 2017 nha mọi người. 2017 sử dụng công nghệ đây. Đây là công nghệ ép nhiệt nha mọi người, nó rất chắc chắn, không bao giờ bị bong. Ép nhiệt là công nghệ nổi tiếng của Li Ninh. Còn chất vải đây, với chất này thì nó khá là thông thoáng khí, các bạn có thể thấy các lỗ thông thoáng khí. Và với dòng Saga này thì nó thích hợp với anh em nào chân gọn nhá. Nếu anh em nào chân mà bè ngang thì không nên chọn dòng này. Anh em mua giày hãy hỏi Hùng một số câu hỏi thì Hùng có thể tư vấn thêm cho. Dòng Saga này đi rất gọn chân, đi nhẹ, êm. Tuy nhiên đế nó hơi mỏng một chút nên là không thích hợp với sân bê tông, đánh sân thảm thôi. Và anh em nào thích gọn chân, dáng gọn thì đi đôi này cực kỳ tuyệt vời. Đấy, hiếm lắm mới săn được. Thì đôi này Hùng cũng sẽ để giá ưu đãi cho anh em là 1.750.000, sale còn 920.000. Sale còn 920.000 nha mọi người. 1.750 sale còn 920, có 2 đôi size 40, 2 đôi size 41 và 2 đôi size 42. Tổng có 6 đôi thôi, kiếm được có 6 đôi thôi. Không có nhiều. Đó. Tiếp theo Hùng sẽ đi đến nốt một số mẫu giày còn lại. Những mẫu giày mà những lô hàng trước thì Hùng cũng đã giới thiệu đến mọi người rồi và Hùng đang gom nhặt được những đôi giày cuối cùng. Tiếp tục vẫn là ma AITM 081. Ok, AITM 081 màu xanh dương. Cũng chính là cùng ma với hai đôi đầu tiên mà Hùng giới thiệu. Và nó là màu xanh dương. Đây, công nghệ đế, công nghệ mới nhất của Li Ninh, ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Rất bám nền, chống mài mòn cao, đặc biệt là rất là êm và giảm chấn rất là tốt. Đấy, giảm chấn rất là tốt. Đi chống lật, đôi này trọng tâm thấp, chống lật, đi cực kỳ an toàn chân. Năm trước thì Hùng đi đôi này. Sau khi đôi này hỏng thì Hùng chuyển qua cũng đôi này nhưng màu trắng. Bây giờ Hùng đang đi màu trắng, năm trước Hùng đang đi màu xanh, Hùng rất ưng đôi này. Đấy, Hùng bị thuyết phục bởi đôi này. Đôi này là một là nó rất là nhẹ, nhẹ, rất là êm. Và rất là bám, rất là đi nó sướng lắm. Đại loại là thế, cảm giác rất là thoải mái. Đây, các lỗ thông khí, đây chất liệu da của nó rất chắc chắn, mọi người yên tâm nha. Nhìn keo này thôi, cực kỳ chắc, đi cả năm keo. Giày có mòn thủng cả giày thì keo vẫn còn nguyên. Đấy, màu xanh dương. Đây cũng là màu mà Hùng rất là thích, Hùng rất là yêu thích màu xanh dương. Đấy, mẫu này thì vẫn như được sale cũ thôi, giá nó sẽ giảm sâu hơn các mẫu kia. Mẫu này thì là 1.750.000, sale còn 880.000 thôi, vẫn như trước. Và cũng tặng hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa. Tất cả những ai mua giày đều sẽ được tặng hai cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuyệt vời bên Hùng và hai và một móc khóa cầu lông kim loại. Đó. Với mẫu giày này thì chỉ có size 42 và 43 nha mọi người. Size 42 thì có khoảng 3 đôi, còn size 43 thì có 1 đôi. Đây 43 có 1 đôi đây. Đây 42 có tính cả đôi này là 4 đôi. 4 đôi 42. Tiếp theo là ma AITM 105. AITM 105 thì có 2 đôi size 3 đôi. 3 đôi size 42 và 2 đôi size 43. Mẫu giày cực kỳ hot, vừa nãy Hùng vừa mới về hàng, vừa có khách qua lấy một đôi rồi đấy, chính ra là có 5 đôi. Vừa nãy có một khách đã chạy tới đây rồi. Hùng sẽ xin phép đặt máy xuống một chút để Hùng nhấc đôi giày ra nha. Ok,
Ok mọi người, Hùng trở lại luôn rồi đây. Đây mẫu giày rất là hot bên đây. Mẫu giày AITM 105 màu da cam kết hợp màu đen. Cũng sử dụng công nghệ đề mới nhất của hãng Liên Ninh, Hùng không nói nhiều đến nữa nha, Hùng nói lại từ nãy giờ rồi. Tiếp này. Chất liệu da của nó rất chắc chắn. Anh em nào mà đi cho dù chân có bị kiểu thò thò chọc da mà sợ bị bục giày thì cũng không so lo sợ, bởi vì cái chất liệu da nó làm ở viền này rất là chắc chắn. Cùng với đó là nó làm chất liệu bên trong trên này là vải dệt, rất là thoáng khí, rất là mềm mại đi, rất là dễ chịu. Đấy là mang cho cảm giác nó đôi giày, cũng như đôi giày nó đã nhẹ rồi nhưng mà cái chất liệu mềm mại dễ chịu ấy, nó khiến cho chúng ta làm cho chúng ta có cảm giác của nó mềm mại hơn. Đây mẫu này thì Hùng giới thiệu đến mọi người phải nói là rất là nhiều lần rồi. Đấy thì mẫu này giá cũng giảm giá từ 1.750.000 còn 880.000, vẫn để mức giá cũ. Hùng sẽ cho mọi người xem đôi này bên store của hãng đang bán bao tiền. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ, Liling AITM 1051 màu da cam đen đây. Bên hãng họ đang bán 1.490.000, coi như là 1.550.000 đi. Và mọi người mua bên Hùng thì chỉ mức giá hàng chính hãng 100%, không khác gì store luôn mọi người ạ. Thậm chí hàng nội địa Trung Quốc nhiều khi nó còn ngon hơn là hàng nó xuất cho Việt Nam mình. Nói thẳng như thế. Đây. Chỉ có size 42 và 43 thôi. Với đôi này ấy, không kiếm được 41 và 40 luôn. Nó hết từ đợt xưa rồi. Giờ Hùng nhặt nhạnh từng đôi một thôi. Đấy thì mọi người nếu có nhu cầu mua giày thì liên hệ Hùng ngay, vì hàng sẽ ra hết rất là nhanh. Hùng chỉ cần nhắn tin vào hệ thống thông báo tự động, và cùng với đó Hùng chỉ cần up một cái video lên YouTube thôi, là chỉ trong vòng khoảng 2-3 ngày số giày nó sẽ hết. Thế nên là anh em nào mà thực sự đang có nhu cầu mua giày thì đây là một cái cơ hội để mọi người đợt nhanh chóng đầu tư cho mình. Đó. Bên hãng đang bán 1.490.000, Hùng bán 880.000, mọi người nghĩ sao ạ? Bên Hùng ấy, giày ấy, hàng nội địa, bao giờ mọi người check hàng chính hãng nó cũng ra hết thông tin của sản phẩm, ra cả màu sắc, size, mã số sản phẩm, ra cả hình ảnh của sản phẩm luôn. Đấy, sản phẩm bên Hùng hàng nội địa, hàng chuẩn, sách tay là check code bao giờ cũng ra. Đó thì đôi cam vừa rồi, cam đen vừa rồi AITM 15858 thì chỉ có size 42 và 43. 43 có 2 đôi và 42 thì có 3 đôi. Tiếp theo là mẫu giày, hai mẫu giày cuối cùng mọi người muốn gửi tới mọi người. Nếu mà mọi người thấy những cái dòng mà 8900 này cao thì đây sẽ là lựa chọn cho mọi người. Mẫu giày tầm trung cho anh em nào tiết kiệm hơn. Đây mẫu này thì cũng đã giới thiệu đến mọi người rất là nhiều lần trước thì hết hàng và bây giờ lại bổ sung. Mẫu giày Li-Ning AITN019. Đây mẫu giày tầm trung của hãng Li-Ning với mức giá gốc là 1.250.000 và được giảm giá. Đợt này thì Hùng nhập vào thì nó cao hơn cái đợt nhập trước là 10 tệ, nó 10 tệ nó rơi khoảng 35.000. Trước thì Hùng bán 630, nhầm, trước Hùng bán 600. Nhưng mà bây giờ Hùng vẫn sẽ để anh em giá ưu đãi là 620. Mẫu này 1.250.000 sale còn 620 thì có size 40, 41 và 42 cho mọi người. Màu xám này có size 40, 41, 42. Thì đây là dòng đế để chuyên để cầy sân bê tông hãng Li-Ning. Anh em nào đi sân bê tông muốn tiết kiệm và không muốn đầu tư những đôi giày đắt tiền, thực ra nếu giày đắt tiền mà mang đánh sân bê tông thì cũng rất sót. Mọi người có thể tranh thủ cái cơ hội này để đầu tư 40, 41 và 42 cho mọi người. Thì đây là dòng đế. Đây dòng này có chống lật. Dòng đế này nó làm khá bè, cũng có chống lật. Đây. Nó biểu tượng cho công nghệ chống lật. Cái đế nó sẽ làm bè ra cái điểm, các điểm này. Tiếp theo này, chất liệu của nó, đây là mẫu giày. Đây mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da của nó khá là xịn. Đây còn có những điểm nó 7 sắc cầu vồng đây. Cùng với nó kết hợp lưới, cũng chất liệu lưới này rất là mềm mại. Đợt này thì từ 2017 trở đến bây giờ thì Li-Ning đưa cái chất liệu này vào giày cầu lông rất là nhiều. Hùng đánh giá nó rất là cao. Bởi vì chất liệu này sẽ khiến chúng ta đi đôi giày nó cảm giác nó mềm mại hơn và dễ chịu hơn rất là nhiều. Đây những miếng nhựa, những miếng da bóng nhìn rất là xịn. Đây những cái miếng da bóng 7 sắc cầu vồng này nó sẽ khiến cho đôi giày nó nhìn rất là sang trọng. Đó màu sắc màu tím này thì nó rất là nhã nhặn và đơn giản đúng không mọi người. Ôi ôi. Đấy thì Hùng không giới thiệu nhiều nữa. Thì cái này nó có hai màu, đó là màu xám này và màu đen.
Thì đôi này sai đấy, đã có anh Thanh Bình nhắn tin cho Hùng chốt đôi cam đen rồi. Đấy. 1.200.000 siêu còn 620 thôi ạ. Xe 40, 41, 42 nha mọi người. Đấy, nếu mà mọi người đã có cái giày rồi và không có nhu cầu thì Hùng rất là mong là mọi người hãy giúp Hùng cũng như là giúp những người bạn của các bạn, những người mà đang cần mua giày. Thì họ đang cần mua giày và họ không biết mua ở đâu hàng chuẩn, họ không biết mua ở đâu cho tiết kiệm giá rẻ, thì mọi người hãy giới thiệu họ đến với Hùng thì họ sẽ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo, cái màu sắc thứ hai đó là màu đen. Đấy, rất hiếm khi mà một đôi giày cầu lông nào nó lại có màu đen. Và đây là một trường hợp khá ngoại lệ. Đây, nó giống đôi vừa rồi. Cảm giác livestream nó đang hơi ruồi một tí. Đây, Hùng cầm tay bên này. Đấy, màu đen, đen đậm nhá. Đen tuyền, đen huyền nhá, rất là đẹp. Đây, các cái miếng da bóng của nó ánh sáng chiếu vào 7 sắc cầu vồng đây. Anh Hải Hoàng Minh ơi, giày cầu lông Ni-Ninh size 39 gần như là có thể nói là không có anh ạ. Size bé nhất là 39,5 anh ạ. Với giày cầu lông Li-Ninh nhá, size 39,5 của Li-Ninh sẽ tương ứng với size 39 của các hãng khác. Chiều dài của nó sẽ là 24,5cm ạ. Còn hãng Li-Ninh nếu mà để kiếm giày cầu lông mà size 39 chuẩn ấy thì chỉ có giày nữ thôi, không có giày nam đâu. Có thể nói là size bé nhất cho nam là 39,5. 39,5 của Li-Ninh tương đương với size 39 của các hãng khác. Chiều dài nó đều là 24,5cm mọi người ạ. Đấy, thì anh Thanh Bình đã nhắn đi địa chỉ số điện thoại ship hàng rồi này, mọi người thấy không? Rất là hot, Hùng vừa mới live stream một tí thôi đấy, đã có khách đặt hàng rồi. Đây, với màu đen này thì có size 40, 41, 42 và cả 43 nữa. Hùng may mắn kiếm được thêm size 43 nữa. Đấy, thì anh em nào chân to, size 43 và thích màu đen, đôi giày này vừa đánh cầu vừa đi chơi được, một màu sắc rất là nhã nhặn. Đó, thì Hùng sẽ kết thúc cái live stream ở đây và Hùng sẽ gửi tin nhắn chi tiết và hình ảnh cũng như mức giá chi tiết nếu mọi người chưa xem được, cho những ai mà ấn vào cái đường link phía dưới mô tả của cái video này. Sợ không? Khách chuyển khoản luôn rồi này. Dã man. Anh Thanh Bình anh đặt giày bên Hùng quen rồi. Thế nên là vừa mới chốt cái, vừa nhắn địa chỉ xong bây giờ đã thấy tiền vào tài khoản rồi. Em cảm ơn anh Thanh Bình rất là nhiều nhá, nếu anh Thanh Bình đang xem cái live stream. Đấy. Thì tất cả các mẫu giày đây, tổng đống giày đây, tổng đống giày đây. Đấy, tất cả những mẫu giày này, đống giày này Hùng dự định bán. Nếu mà bán vừa chơi thì một tuần là hết. Còn nếu mà tập trung vào bán thì khoảng 3-4 ngày là hết, khoảng 70 đôi giày này. Nó là chuyện quá bình thường với Hùng. Đấy, thì mọi người muốn nhận được thông báo chi tiết về hình ảnh cũng như là giá của từng sản phẩm thì mọi người hãy ấn vào cái đường link ở dưới mô tả của video này nhá. Hãy ấn vào đó và ấn vào nút bắt đầu để đăng ký nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi cũng như giảm giá từ Hùng. Buổi tối nay thì Hùng sẽ gửi tin nhắn thông báo chi tiết về mẫu mã, về size và giá cho tất cả những ai đã đăng ký vào cái kênh đăng ký nhận thông báo đó của Hùng. Và Hùng sẽ ưu tiên cho những người đấy trước, và nếu mà còn hàng thì Hùng sẽ đăng Facebook sau. Đây là Facebook cá nhân sau và Hùng đăng YouTube sau nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì Hùng phải đi đánh cầu đây. Hùng phải đi đánh cầu đây. Hai hôm nay không chơi cầu, ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Đây, huy chương. Đấy. Chữ thành công mọi người thấy không? Còn đây là một số mẫu giày chạy thời trang của nữ. Hôm nọ Hùng bán khoảng 40 đôi giày nam trong vòng 1 ngày, mọi người biết rồi. Giày thời trang nọ Hùng bán hơn 40 đôi giày trong vòng 1 ngày. Hết sạch. Nhưng giày nữ thì vẫn còn, có vẻ chị em phụ nữ nhiều khi là cũng không đầu tư lắm. Với cả đa phần bạn bè của Hùng, khách hàng của Hùng là nam nên là bán giày nữ cũng hơi chậm. Buổi tối nay sẽ đăng bài xử lý lốt đống giày này. Hùng là thánh bán giày. Bán giày rất là chạy bởi vì là luôn được mọi người yêu quý, thì Hùng phải cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hùng kết thúc live stream đây nha. Ok, anh Thiện Minh hãy ấn vào cái đường link ở phía dưới mô tả video này để em có thể gửi tin nhắn thông báo tự động cho anh vào buổi tối ngày hôm nay nha anh ơi. Hãy ấn vào đường link đó, hãy ấn bắt đầu. Buổi tối nay em sẽ gửi tin nhắn đến khoảng hơn 1.000 khách hàng đã đăng ký nhận thông báo từ kênh Facebook của em. Có khoảng hơn 1.400 người đã đăng ký nhận thông báo với các chương trình khuyến mãi và giảm giá của bên Hùng. Và bạn, nếu bạn chưa đăng ký thì bạn hãy trở thành người đăng ký tiếp theo nhá. Tất cả các chương trình khuyến mãi các bạn sẽ không bị bỏ lỡ, Hùng sẽ thông báo hết cho mọi người.
các giải đấu cầu lông, các live stream các giải trực tiếp các giải đấu cầu lông phong trào cũng như giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam thì Hùng cũng sẽ thông báo cho mọi người biết và theo dõi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy ấn vào cái đường link phía dưới mô tả video và hãy ấn vào nút bắt đầu để đăng ký nhận thông báo từ Hùng nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thank you. Bây giờ Hùng đi đánh cầu đây. Và mọi người cũng đi đánh cầu cùng Hùng đi nào. Goodbye.